ngày 15 tháng 11 tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu trung tâm tỉnh với điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố, xã phường của tỉnh Thái Nguyên với hơn 1.700 cử tri tham dự. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Thái Nguyên báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Phát biểu ý kiến, kiến nghị cử tri tại các điểm cầu, thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm có chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho nhân dân, người lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất kinh doanh. Cử tri cũng mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh một số chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, tháo gỡ khó khăn, có chính sách bình ổn giá đối với giá xăng dầu và giá sản phẩm đầu vào, đầu ra trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục quan tâm có nhiều chính sách đối với đồng bào miền núi. Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của các cử tri, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo phúc đáp, giải trình từng nội dung, thông tin thêm một số nội dung liên quan mà Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai thực hiện. Ngoài ra, theo thẩm quyền được giao, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh cũng đã trực tiếp trả lời làm rõ một số nội dung cử tri ý kiến kiến nghị. Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang cho rằng các cử tri, nhất là tại các điểm cầu các xã phường đã có nhiều ý kiến chất lượng sát với tình hình thực tế. Đồng thời cho thấy sự đồng thuận cao của cử tri với cấp ủy, chính quyền các địa phương. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã thông tin đến cử tri một số nét chính về tình hình kinh tế xã hội đất nước trong những tháng vừa qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 của cả nước nói chung, của quân đội nói riêng, cùng với thông tin về công tác quân sự quốc phòng trong thời gian tới. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp và cử tri tỉnh Thái Nguyên tích cực phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị quân đội trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, thông tin cụ thể hơn về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ chỉ đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh giải quyết đối với các nội dung công tác thuộc thẩm quyền cấp mình, kịp thời báo cáo đề nghị cấp trên xem xét giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của trên.